Trong 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 24 đến ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão, đoàn đã tới thăm và làm việc tại 10 hạ trường, bao gồm hạ trường Vạn Phúc, huyện Sóc Sơn, hạ trường Trung Hậu, huyện Mê Linh, hạ trường Bồ Đề, quận Long Biên, hạ trường Khuyến Lương, quận Hoàng Mai, hạ trường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, hạ trường Chùa Đại Từ Ân, huyện Đan Phượng, hạ trường Văn Điển, huyện Thanh Trì, hạ trường Mậu Lương, quận Hà Đông, hạ trường Hương Khánh, huyện Mỹ Đức và hạ trường Võ Lăng, huyện Thanh Oai. Tại các hạ trường, Hòa Thượng Đường Chủ Thích Bảo Nghiêm đều có lời thăm hỏi, động viên, tán thán công đức của Chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng thời cũng khuyến tấn Tăng Ni giữ gìn giới luật trang nghiêm, thực hiện đầy đủ 6 thời theo quy định để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, đem công đức hồi hướng báo ân đức, cố trưởng lão Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Đường Chủ cũng nhắc nhở Chư Tôn Đức Tăng Ni khi tổ chức các khóa tu mùa hè phải thực hiện nghiêm chỉnh, bám sát nội dung các công văn hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban tôn giáo thành phố để đảm bảo các khóa tu đều được thành tựu viên mãn. Tiếp theo đó, Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã phổ biến triển khai đến Chư Tôn Đức Tăng Ni bản hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 7. Bản hiến chương bao gồm lời nói đầu, 14 chương và 87 điều đã được chính thức thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 và đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua. Thượng tọa đã chỉ rõ những chương, điều được bổ sung hoặc lược bớt cho phù hợp với sinh hoạt giáo hội thời hiện tại. Đặc biệt, bản hiến chương tu chỉnh lần này có bổ sung chương 8 về việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở, đó là việc thành lập, điều hành ban quản trị cơ sở tự viện. Đại diện Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, bà Phạm Bảo Khánh, Phó Ban Tôn giáo, ông Dương Ngọc Kiên, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo thành phố đã có những chia sẻ với Tăng Ni về những quy định của pháp luật về quản lý tôn giáo, những vấn đề thời sự liên quan đến tôn giáo mà Chư Tôn Đức đang quan tâm như vấn đề tổ chức khóa tu, giải thích cho Chư Tăng Ni hiểu đúng tinh thần thông tư 04 của Bộ Tài chính hay việc trùng tu, xây dựng các cơ sở tự viện, các bước tiến hành để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cơ sở tôn giáo. Đặc biệt, năm 2023 cũng là năm bản lề mà cả hệ thống giáo hội từ cấp trung ương đến các tỉnh, thành phố đều ký kết với Cục Cảnh sát, Phòng Cảnh sát Giao thông về việc tuyên truyền, phổ biến, vận động Tăng Ni tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã ký kết triển khai kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Tăng Ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Tại các hạ trường, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, báo cáo viên giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ rất thú vị về thực trạng giao thông tại thủ đô Hà Nội, cũng như những mức xử phạt hành chính đối với những người vi phạm khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, các mức vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy đối với người tham gia giao thông đường bộ. Qua đó, tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, vì an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Các buổi gặp gỡ chia sẻ của phái đoàn tại các hạ trường đều thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của những người con Phật. Phật sự online sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới Chư Tôn Đức cũng như quý độc giả những hình ảnh của các trường hạ trong những ngày tiếp theo.